Yo, what's up tất cả các bạn? Ok, mọi thứ bình thường trở lại rồi. Vậy thì chào mừng các bạn một cái vlog nhỏ nhỏ nữa. Vậy thì như bạn biết thì khoảng nào. Tháng 10 rồi. Hell yeah. Vì sao tháng 10 lại đặc biệt các bạn? Vì nó nói với ông nãy tại sao tháng 10 rất là đặc biệt, tại vì tháng 10 ấy chính là một cái tháng rất là đáng sợ, kiểu Halloween xong rồi mấy cái thứ linh tinh khác ấy. Thế là mình đang nghĩ là có nên làm kiểu gaming về mấy cái phim về mấy cái game horror không, hoặc là làm mấy cái video DIY về Halloween, vlog Halloween. Tóm lại là xin lỗi. Yeah, tóm lại kế hoạch hiện giờ là như thế. Không biết là sẽ có những thứ gì ở tương lai xảy ra, nhưng mà kế hoạch là sẽ chơi game này hoặc là làm DIY, một trong hai cái đấy mình sẽ làm. Và một điều nữa chính lý do tại sao mình dạo này không upload được nhiều video ấy là phải hơn một tuần rồi. Tại vì hiện giờ ở trường mình đang làm một cái dự án nó khá là to lớn luôn, rất là to lớn, rất là được đầu tư. Mình là đầu tư hết công sức vào trong cái dự án đấy vì trường, và vì một lý do nữa là mình có thể đăng được cái video này trên YouTube. Chất lượng rất cao, rất đẳng cấp. 4K, mình không nghĩ là mình có thể upload bằng 4K được, nhưng mà file gốc của nó sẽ là 4K thì nó sẽ rất là ngầu. Một điều nữa chính là edit video sẽ, cái video mà mình đang làm với trường ấy sẽ rất là lâu, thế là các bạn sẽ phải đợi một vài ngày trước khi video ấy sẵn sàng để xuất bản ra thế giới. Dạ, vậy thì thông báo đến thế là đủ thôi. Không biết là các bạn hiểu ý mình không? Tóm lại nhá, đầu tiên chính là Halloween này, không, tháng 10 này mình sẽ quay trở lại livestream này. Mình sẽ làm ít game về Halloween hoặc là các thứ thế, game ma chẳng hạn, hoặc là làm DIY để chuẩn bị cho Halloween nhá. Chắc chắn là 100% sẽ có vlog của Halloween và cùng là cái dự án khổng lồ ở trường. Yeah, tóm tắt là như thế. Ok, vậy thì cảm ơn xem cái vlog siêu đẳng cấp này. Mình bị ngã đập ở đây khá đau, thế là hơi bị khó nói. Yeah, ok, cảm ơn xem cái vlog này và mình sẽ gặp bạn vào các video mới tiếp theo. Đón chờ nhá, xin chào.